Có một bạn hỏi về chủ đề lấp giếng. Lấp giếng rất là hay nên là tôi làm clip này nói về chủ đề lấp giếng hay là mắt rồng. Vì thông thường khi đi nói chuyện tôi hay lấy cái chủ đề lấp giếng ra tôi nói nhất. Vì đấy là vấn đề mà dân gian mộng mị nhiều nhất, bị nhầm nhiều nhất và đang mộng mị thần thánh hóa nhiều nhất. Vì ngày xưa khi người ta không hiểu gì mà không hiểu gì thì người ta cứ thần thánh hóa, nhưng mà đến thời nay mà vẫn vẫn nhiều nơi thần thánh hóa nó cái lớp giếng thành mắt rồng, cái giếng vẫn được gọi là mắt rồng, vẫn thậm chí là giếng ngọc giếng ngà. Nên là trong clip này tôi sẽ cho các bạn hiểu hiểu hơn về cái giếng. Tôi không làm vẽ bảng nữa vì cái bảng tôi viết nhầm cái bút dạ dầu, tạm thời chưa xóa đi được. Nên là tôi nói trước về cái mạch nước ở bên dưới đó. Để chúng ta hiểu về cái mạch nước thì đầu tiên các bạn phải để ý cái mạch mạch máu trên cơ thể chúng ta đã. Bình thường nếu là các bạn đi tiêm hoặc là đi lấy máu, các bạn sẽ thấy là nếu mà ai chọc không đúng ven đúng không thì sẽ không rất đau mà không lấy được máu, thậm chí là nhiều người không quen chọc nát cả tay không lấy nổi máu. Và muốn lấy được máu thì chúng ta phải chọc đúng ven, thì đi đào giếng cũng thế. Các bạn muốn giếng nước nó phun lên thì chúng ta phải gì ạ? Khoan đúng cái mạch nước, đúng cái mạch nước. Và cái câu chuyện là thế, ở cái đền này ở cái đền kia chẳng may người ta khoan trúng cái mạch, thế là lúc nào nó cũng có nước và người ta bảo là đấy là giếng ngọc giếng thần. Thậm chí là có những cái đền người ta bảo là giếng thiêng lúc nào cũng có nước, nước lúc nào cũng đầy, nhưng mà chẳng qua là nó là do mùa mưa hoặc là do người ta đổ nước ở đầu nguồn chẳng hạn, ví dụ thế đúng không? Biết thế nào được. Cũng giống như nhiều người bảo là cô Ma Thông nó tự uống sữa ấy, thì cái việc cái giếng nó tự đầy nó cũng có nhiều nguồn cơn đó. Có thể là ở trên nguồn nó có sẵn nước, mà sẵn nước thì có thể là do mưa, do nó trích tích nước, là thậm chí là nhiều khi chả có nước, muốn thiêng thì người ta phải đổ nước vào. Nên là ví dụ một số cái đền vừa rồi ở trên Tuyên Quang tôi đi là ngày xưa người ta vẫn cái đồn là giếng thiêng có nước, thì đúng là đầu xuân mình đi thấy có nước thật, nhưng mà vừa rồi tôi đi tôi thấy chả có nước, nó cạn khô luôn. Thì lúc đấy là tôi mới kể luôn trong cái câu chuyện này là như thế, tức là nếu mà có thể nó đúng mạch, tôi phát hiện ra vấn đề đấy mà, tức là nó đúng mạch thì là nước nó luôn đầy, nhưng mà đúng mạch nhưng mà mùa mùa khô nó không có nước, hoặc là mùa chả có du khách lên thì người ta không đổ nước đầu nguồn nữa, thì thành ra là nó không thấy thiêng nữa. Chúng ta phải thừa nhận với nhau như thế đúng không? Tại vì là nhiều người cứ thần bí hoặc là kể những cái câu chuyện là giếng làng tôi thiêng lắm, giếng đền giếng chùa tôi thiêng lắm, động vào thì bị thế này, động vào thì bị thế kia. Thậm chí là người ta hay thêu dệt những cái câu chuyện là lấp giếng là lấp mắt rồng thì cả làng bị đại họa, cả làng bị bệnh rồi các kiểu đúng không? Chẳng qua vì người ta không hiểu về khí nên là người ta cứ đồn thổi cho nó thiêng, cho người người khác phải đến, người khác phải kiêng dè, người khác phải sợ. Còn trong clip này thì tôi bật mí cho các bạn tìm hiểu rõ hơn về cái giếng và cách lấp giếng sao cho nó hiệu quả. Thì khi chúng ta hiểu nó là khí một cách thuần túy thì chúng ta sẽ thấy là mọi thứ nó rất đơn giản. Trước khi đi vào cái giếng thì tự nhiên là tôi nhớ đến một câu chuyện, là tôi cũng không muốn nói đi, tôi đi cùng ai vì nếu mà nói ra thì người ta cũng ngại, tức là tôi đi cùng một cái đoàn du xuân thì tất nhiên là cũng cùng rất nhiều người nổi tiếng trong lĩnh vực tâm linh.
thì tại một cái khu gọi là đình đền, quần thể đình đền người ta đang làm, người ta có mời đến khảo sát, thì người ta tạo cái hình cái núi hình con rồng rất đẹp, và sau đấy để cho nó kỳ bí thì người ta lấy một cái viên viên thạch anh hồng dẹt khoảng 60 phân, người ta ốp vào đấy, người ta bảo đấy là cái mắt rồng, và để cho nó thiêng và kỳ bí hơn thì người ta lập cái cây hương ở đằng trước để mọi người cúng. Thì tất nhiên là thiêng thì cứ coi như là nó thiêng đúng không, cứ coi như là nó thiêng. Thì tôi dưới góc độ là một người nghiên cứu thì tôi muốn đo xem là nó thiêng cỡ nào đúng không, giống như tôi nói là muốn thiêng thì tôi phải dí cái máy vào mà nó tụt được xuống 100 thì tôi gọi là thiêng, còn nếu mà trên 100 thì tôi vẫn gọi là tốt thôi đúng không. Nên là khi nhìn thấy cái mắt bằng thạch anh hồng đấy, mắt con rồng bằng thạch anh hồng, thì tôi chạy lên tôi đo. Tất nhiên là trong cái quá trình tôi chạy lên thì tôi phải đọc cái khẩu quyết bảo vệ bản thân mình rồi. Ai học công cụ cơ bản của tôi thì tôi hướng dẫn rồi đúng không, có cái khẩu quyết hộ thân. Thì mình thấy mình chạy phăm phăm lên, thế là cả đoàn mới la ầm lên, ôi giời ơi Linh ơi thiêng lắm, không được lên đâu Linh ơi, thế này thế kia. Thì mình nghĩ bụng, tại sao ở đây toàn những ông tâm linh ông giỏi như thế mà ông lại sợ đúng không, tại sao phải sợ, chỉ là cái viên thạch anh người ta đặt vào thôi mà, kể cả có thiêng người ta có hô thần nhập tượng người ta làm lễ thì đấy là việc của người ta thôi đúng không. Tôi chỉ lên đo thôi, tôi có làm gì đâu, tôi có phá đâu, tôi không phá, tôi xin lên đo. Và tôi vừa chạy lên tôi vừa xin đo, tôi vừa đọc khẩu quyết bảo vệ, tôi là hai phương pháp, một là tôi đo tôi không làm gì hết, thứ hai là tôi đọc cái khẩu quyết bảo vệ rồi. Mà tôi lên đo thì nó vẫn 300-400 bình thường các bạn, tại vì bình thường đo đá thì nó 400-500 là chuyện bình thường. Ví dụ cái viên đá nào nó xuất sắc lên thì nó 600-700 thì là tốt ok, nhưng mà cái viên đá nó 300 thì nó bình thường các bạn, tức là kể cả thắp hương hay không thắp hương nó vẫn ở trạng thái bình thường. Tôi chả thấy nó thiêng, cũng không thấy nó năng lượng cao ở cái điểm gì, tại vì thực ra cái câu chuyện đá thì nó hơi xa rời một chút, nhưng mà thôi tôi nói một chút như thế để các bạn thấy là muốn thiêng thì phải có chỉ số, nó không có chỉ số nó không tụt được xuống thì tôi không thấy nó thiêng. Nên là cái lớp giếng cũng thế, mọi người bảo giếng thiêng thì tôi phải thấy nó có chỉ số, còn cái việc lấp giếng thì có người chết là chuyện bình thường, mọi người không hiểu thì là có người chết đơn giản thôi. Bạn lấp bất cứ một cái giếng nào thì những ai đi lại qua đấy, ai ngủ gần đấy đều chết, đấy là chuyện hoàn toàn bình thường đúng không. Tại sao tôi bảo bình thường, vì là bây giờ chúng ta phải hiểu về khí đã, nếu chúng ta không hiểu về khí thì chúng ta vẫn thấy nó rất là thần bí. Tại sao tôi hay nói với các bạn cái cốc sừng trâu, trước khi tìm ra cái cốc sừng trâu này thì tôi phải mua cái cốc mã não các bạn. Cái cốc mã não hồi tôi mua là cái đắt nhất là 2,5 triệu, mà vừa rồi con tôi nghịch nó vỡ mất rồi. Cái cốc mã não là 2,5 triệu các bạn, tôi phải mua cái cốc đấy về tôi tập, và sau đấy thì tôi mới tìm ra cái cốc sừng trâu nó rẻ hơn một chút và nó lại còn không bị vỡ, tức là nó rơi phải. Và đặc trưng của cái cốc sừng trâu nó khác với một cái cốc bình thường này, là cốc sừng trâu nó có năng lượng và cốc bình thường này nó có sứ, có năng lượng nhưng rất thấp đấy. Cái cốc sừng trâu này năng lượng nó mới cao, đây tôi cho các bạn xem, tôi đang vẫn chọn giờ giờ cho tập đoàn mà chưa xong vì nhiều thứ quá, nó nhiều tầng, mười mấy tầng nó ấy và nên là mình hơi lười. Mình làm xong người ta bắt làm lại nên là lười. Bây giờ tôi đo cái cốc sừng để các bạn nhìn đã nhé. Chúng ta phải nhìn cái cốc sừng, tức là những cái ví dụ rất nhỏ đã, rồi chúng ta mới đi ra cái giếng. Vì cái giếng với cái cốc sừng nói đi nói lại thì nó là khí. Khi chúng ta quy ra khí giống như quy ra một cái chỉ số đo ấy thì
nó na ná với nhau thôi. Cái cốc sừng này nó sẽ dương. Đấy, tôi chưa nói là đại lượng bao nhiêu, tôi chỉ biết là nó dương, nó quay ra đây. Nó quay ra đây là 45, đây là 90 thì nó khoảng 60-70. Tôi cứ cho như là nó dương ở mức độ 60-70. Và bây giờ cái cốc đang có cà phê. Cái cốc mà tôi rất thích. Nó chỉ khoảng 10-15 các bạn, tức là khí nó rất yếu, hầu như nó không có gì đúng không? Nó không có gì nên là chúng ta không thể làm ví dụ được. Các bạn úp nó lại nó vẫn thế, năng lượng nó không thay đổi nhiều. Nên cái vật này nó không có tác dụng. Bây giờ chúng ta quay lại với cái cốc sừng. Tại sao cái cốc sừng này nó dương nhỉ? Vì nó ngửa thôi. Đơn giản vì nó ngửa. Cũng giống như cái giếng. Cái miệng giếng ấy, khi các bạn chọc đúng ven thì máu nó phụt ra. Thì khi các bạn đào giếng nó đúng cái mạch nước thì nước nó phun lên. Và nước nó phun lên thì tất nhiên là gì ạ? Nó sẽ là dấu cộng. Khí dương nó lên. Khí dương nó lên thì bây giờ người ta vì một cái nhu cầu nào đấy, người ta không dùng đến giếng nữa, người ta lấp đi. Người ta lấp đi thì cái khí dương đấy nó quay trở lại là giống như các bạn, có giống với mạch máu là chúng ta dán, người ta lấy ven xong người ta cho cái vải thấm băng gạc vào, ít cồn hay cái gì đấy mà xong dán một lúc sau nó lành lại, thế là cơ thể chúng ta xong. Thì cái mạch đất nó có như vậy nhưng không hả các bạn? Theo các bạn thì nó có liền thổ được không? Nó không liền thổ nên là dân gian lại còn bịa ra cái trò gì đấy, bồi hoàn long mạch nữa. Thì thôi, lại một cái clip khác rất thú vị về bồi hoàn long mạch của dân gian. Nó không liền đúng không? Nó không liền thì tại cái chỗ mà người ta đã chọc thủng đấy thì theo các bạn là nó dương hay nó âm? Thực ra trước cái clip này tôi có một cái clip về cái đèn làm muối Himalaya, là một minh chứng rất rõ rệt về lấp giếng. Khi lấp giếng ấy, cái khí dương nó không lên được, nó cũng y hệt như cái cốc sừng này, nó bị úp xuống. Khí dương không lên được thì tự nhiên vô hình chung nó chuyển thành khí âm các bạn ạ. Tự nhiên vô hình chung nó thành khí âm, và cái điểm, cái cốc úp ngược hay là cái giếng bị lấp, nó sẽ là điểm khí âm rất là mạnh. Cái việc lấp giếng hay là các bạn lấy cái tấm tôn hoặc là tấm đá các bạn che lại cái miệng giếng cũng y hệt như vậy. Nên là bạn thấy đình, chùa hoặc bất cứ một nơi nào có cái nắp đậy giếng bằng tôn, bằng đá thì đấy cũng là điểm khí âm cực kỳ lớn. Không lấp giếng nhưng mà khí xấu tương đương lấp giếng, và nhà đảm bảo là rất nhiều trục trặc. Còn tất nhiên bạn sẽ bảo lý do là nhà tôi có trẻ con tôi phải thế. Thì đấy là lý do của bạn thôi. Vì khi chúng ta hiểu rằng nó rất xấu thì chúng ta phải tìm ra những cái cách khác để thay đổi. Đây là cái cốc úp ngược. Và tại sao tôi vẫn khuyên các bạn mua hai cái cốc về mặt tập? Vì lúc đấy thì các bạn mới phân biệt được đâu là cái cốc âm. Như tôi nói là tôi vẫn đo là không bao giờ tôi chỉ thẳng vào, vì chỉ thẳng vào thì nó sẽ chỉ thẳng luôn. Nên là tôi phải chỉ chéo ra đây. Tôi chỉ chéo ra đây và nó sẽ giật lại. Nó giật ngược lại nhé các bạn ạ. Nó giật ngược lại cái điểm âm. Đấy là nguyên tắc khi đo. Các bạn để chéo khoảng 15 hoặc như tôi là đây tận 45 độ đi. Nó âm đến mức nó giật ngược lại được, đúng không? Thì tôi biết là đây là có điểm âm. Nó có điểm âm. Đấy. Tôi nghĩ là cái này tôi làm ví dụ khá nhiều cho các bạn xem rồi. Thì khi lấp giếng hoặc là đậy nắp giếng lại, nó có điểm âm. Và cái điểm âm này thì nó làm gì nhỉ? Nó sẽ kích hoạt những cái cơ chế gây bệnh trong cơ thể bạn nhé. Ví dụ tôi nói đơn giản nhất là, đặc biệt là ai có bệnh nền, ai có bệnh sẵn ở bên trong, ai có điện tích thừa, đúng không? Chúng tôi nói có clip rồi, ai mà ít đi chân đất mắt toét mà cứ suốt ngày giày dép tất rồi sàn siết thảm thiết là rất nhiều điện tích.
và khi các bạn ở gần cái điểm âm này, nó cái tích điện này nó sẽ kích hoạt thêm mạnh hơn cái cơ chế gì ạ, gây bệnh trong cơ thể bạn, và những cái bệnh này nó sẽ phát ra. Thế là tự nhiên thôi, ai đi qua điểm âm này thì là rất nhiều nó kích hoạt cái cơ chế xấu trong cơ thể, là đầu óc mộng mị đi, không tập trung được này, rồi đủ các thứ, đúng không? Bệnh tật, rồi làm ăn kém, sức khỏe kém, mọi thứ. Nên là các bạn dùng cái bùa chú không chuẩn trong dân gian nó cũng y xì đấy, tức là mọi thứ âm. Và khi lấp giếng thì nó tạo ra điểm âm, bạn ở xung quanh hoặc là cái ven đấy nó mạnh mà, cái mạch nó mạnh thì khi lấp lại thì nó bình thường đang dương bao nhiêu thì nó sẽ âm bấy nhiêu, và những người xung quanh dần lần lượt là sức khỏe có vấn đề. Tôi vẫn nhớ là có một cái nhà cạnh nhà bác Thắng UNESCO ở trên Ba Vì, thì cái nhà đấy là người ta lấp giếng và làm nhà, đặt giường ngay trên cái giếng lấp, và chỉ sau đấy 2 đến 3 năm là bị ung thư mất các bạn ạ. Đấy là cái trường hợp tôi thấy rõ ràng nhất, và thực ra là trong thực tế là tôi thấy rất nhiều. Nên là khi chúng ta hiểu về khí, chúng ta sẽ thấy là rất bình thường. Đây là cơ chế của khí mà, chứ nó không phải là mắt rồng, nó cũng không phải là mắt ngọc. Còn việc người ta không hiểu, người ta thần thánh hóa, người ta kỳ bí hóa, thậm chí là có một số đình đền có mang cả hương ra cắm, rồi bảo ở dưới có gì rắn thần sự sống, rồi cá thần sống, rồi nói chung mọi thứ thần ở bên dưới giếng, kệ ta. Còn bản chất thì nó vẫn là khí. Khi khí bình thường có thể đang dương, còn người ta cắm hương và nó thành âm, đấy là chuyện của người ta. Vấn đề của chúng ta chỉ chốt lại là các bạn hiểu là cái giếng nó đang dương, và khi các bạn bịt lại, nó khí nó không lên được thì nó thành âm. Nó đơn giản như vậy thôi. Và cái câu chuyện là bây giờ cái giếng này nó đang âm rồi, thì tôi muốn sống, tôi muốn sinh hoạt, tôi muốn đặt giường bên trên cái miếng đất này, thì có cách nào không hở thầy, đúng không? Cách một đơn giản nhất, không mất tiền nhiều nhất, các bạn tìm một cái ống, các bạn dầm lên, các bạn bẻ nó ra cho nó chạy ra chỗ khác, thế là cái khí nó vẫn lên, thế là ở đấy vẫn dược, các bạn vẫn sống bình thường. Tuy nhiên có một nhà tôi đã gặp ở Bắc Ninh, là người ta cũng biết cách vô hình hay cố ý không biết, người ta cũng cho cái đường nước lên, người ta chạy ra đây, chạy ra ngoài nhà, nhưng mà tiếc là tại cái vị trí này người ta lại có cái vòi khóa lại, mà khóa vì nó ngang, mà khóa ngang nên là khí nó bế ở đúng cái chỗ vòi nước này, nên là ở đây vẫn bị âm. Đấy là một cái tình huống là người ta đã xử lý, mặc dù không biết về khí, người ta cũng dòng được cái ống ra nhưng mà nó vẫn bị bế ở đằng kia. Đấy là cái trường hợp đầu tiên nhé, đơn giản nhất, đỡ tốn kém nhất, cho cắm cái ống xuống. Tự nhiên tôi hướng dẫn này bao nhiêu người tự nhiên là có cái phương pháp rất là hiệu quả, không cần thầy phong thủy, và cũng đỡ bị dọa là có thần giếng, đúng không? Mắt thần thì chắc chắn là phải có thần giếng hoặc thần gì đấy, thần rồng, thần sông, thần núi, nói chung các loại thần. Cái cách thứ hai mà hiệu quả nhất nhưng mà ra vấn đề nhất nhưng mà lại làm cho nhiều thầy dân gian ngán nhất và không thích nhất, vì họ không thể kỳ bí được nữa, nhiều đình đền lúc đấy lại không kỳ bí được, và rõ ràng đây là giếng ngọc mà ông Linh ông lại bảo chỉ là cái giếng bình thường thì không được, giếng làng tôi là phải giếng ngọc thôi. Cách đơn giản nhất là các bạn phải đặt cái vật gì có trường khí cao hơn so với cái giếng để đẩy cái khí âm xuống. Vật gì cao hơn thì bây giờ chúng ta phải thử thôi. Chúng ta thử, trong quá trình làm tôi phải thử rất nhiều. Ví dụ tôi có rất nhiều cái vòng tôi thử đặt. Tất nhiên là cái năng lượng giếng nó mạnh hơn rất nhiều các bạn nhé. Dùng một cái vòng nó không hiệu quả đâu. Đây là tôi đang ví dụ, thí dụ. Đây ví dụ tôi có một cái vòng ngọc hải lam này chẳng hạn. Tôi đặt lên trên xem có hết không. Chúng ta phải thử. Có hết nhưng mà nó yếu đúng không? Chúng ta thấy là cái này nó hết nhưng mà nó đẩy ra mới được khoảng
10, 15 chưa thua, tôi chưa hài lòng. Tức là nói chung nó đẩy nó phải từ tầm 60 thì lúc đấy tôi mới thấy nó ok. Còn nhiều khi giống những cái clip trước, nếu ai xem những clip trước của tôi là khi tôi đạt chấm điểm từng cái loại đá đúng không, có khi là có loại thì nó đứng im như thế này, nó không dương. Đúng rồi, thực ra những cái clip trước tôi làm khá nhiều rồi các bạn, ai xem thì các bạn hiểu. Đấy, đây là cái vòng thạch anh linh tím và đỏ nhiều màu của tôi, 15 ly. Đấy, nó mạnh như thế này các bạn. Đấy, nó lên như này là được khoảng 6-70 là đạt yêu cầu. Chúng ta cứ thử thôi. Tôi có một gói đồng điểm bùa chẳng hạn. Đấy, nó được khoảng đúng 45 này, đúng góc chéo này, được 45. Tức là chúng ta phải thử rất nhiều. Các bạn thử rất nhiều. Tuy nhiên là tôi nói luôn là để cho các bạn đỡ mất công thì có một cách nữa là ngoài cách làm hở cái van thì hở cái ống nước lên thì có một cách nữa rẻ tiền hơn là các bạn lấy cát vàng, cát trắng các bạn đổ xuống. Cát vàng, cát trắng năng lượng nó cũng rất cao và nó đủ sức để nó đè được cái khí âm ở cái giếng xuống. Các bạn đừng lấy cát đen nhé, cát đen năng lượng nó rất thấp. Mà các bạn lấy cát vàng hoặc cát trắng, và các bạn đừng có lấy xỉ than nhé, xỉ than nó không tốt đâu và nó sẽ âm đấy. Bạn cũng đừng có nghe thầy nào lấy than hoạt tính, vì than hoạt tính nó cũng sẽ âm, không phải cái nào chúng ta cũng áp dụng được. Đây, tôi có hai cái vòng ở đây thì tôi test cho các bạn xem. À đây, cần gì? Tôi lấy một cái viên ruby mặt nhẫn ruby bé tí của tôi mà tôi dùng làm kim tự tháp, tôi để vào đây. À, mình thử rất nhiều thứ, nhà có điều kiện đó thì thử hết. Chà, nó cũng được 60 đấy, bé tí này nhưng mà nó cũng được 60 đấy. Ruby của tôi này, đây là thạch anh vàng, mặt nhẫn thạch anh vàng nhập từ Thụy Sĩ về các bạn nhé. Cũng bé tí nhưng mà tôi đấy nhập về từ Thụy Sĩ về chứ tôi không lấy ở trong nước. Ui giời, rất là mạnh các bạn, mạnh hơn cả cái viên ruby nhập của tôi. Dã man chưa, nên là không phải cứ phải trị giá cao mới là năng lượng cao. Cái viên thạch anh vàng của Thụy Sĩ nó cũng bé bằng, nó mạnh hơn cái viên mặt nhẫn ruby miến Myanmar. Còn đây là cái viên ruby tôi lấy ở Nghệ An, hai viên cũng mạnh, cũng lên được tầm 60-70. Nhưng mà cái viên thạch anh vàng từ nãy các bạn thấy nó dập rất là mạnh. Đấy, chúng ta cứ ngồi chúng ta thử thôi, đi làm không thủy là cứ phải ngồi test chứ chúng ta không thể nói xuông với nhau được. Đây hoặc là ví dụ đây là cái vòng thủ phách, tôi cũng cho vào cái mua để tôi cho vào cái kim tự tháp. Đấy, cái này ôi giời, cái này mạnh đẩy lên tận 90 luôn này. Hoặc là cái vòng đá mặt trời, vòng đá mặt trời này tôi cũng cái này được khoảng 80 thôi, cũng rất mạnh. Hoặc là chúng ta không thích khoa học, chúng ta thích tâm linh, chúng ta bảo là ôi dồi ôi, ở làng tôi có ông thầy ông giỏi lắm, ông viết cái bùa, ông viết cái bùa ông dán mà, ông viết cái bùa. Đây là cái cao, cao tôi vẫn dán vai này. Cao này là cái cao nó không nóng như salon pad đâu, cao nó ấm ấm. Tôi viết chữ trấn trạch, tôi viết phù luôn lên tấm tấm cao dán các bạn. Tôi bắt chiếc các thầy dân gian, bây giờ tôi viết phù này chữa bệnh cứu người kiểu như này. Dân gian tôi thấy nhiều thầy hay viết như thế này, viết linh phù này xong chữa bệnh. Đấy,
viết cái linh phù, tôi viết cái linh phù trấn này và tôi trấn cái giếng đấy, có một pháp sư theo đúng tâm linh đúng không, cho nó tâm linh một tí. Nhiều người không thích khoa học cũng ra vậy, tâm linh kỳ, có thầy thầy kinh lắm, thầy đến thầy viết viết cái gì thầy hiểu một phát, thế là teo cái mắt rồng, con rồng nó trộn luôn mắt. Bây giờ đấy, bây giờ tôi khỏe hơn buổi clip trước tôi làm cái phù nó yếu yếu, bây giờ nó lên được khoảng 80, đấy là nó còn đầy cả khí âm nha các bạn này. Đấy, thế là nó dùng phù, bỏ phù ra thì nó vẫn âm bình thường rồi. Nên là chúng ta làm khoa học hay làm tâm linh là tùy mỗi người. Tất nhiên là tôi viết thế này thôi, chứ để cái phù này khi xuống nước nó ngấm thì nó sẽ mất tác dụng các bạn. Nên là tôi làm đây là vui, cho các bạn vui thôi, chứ con đừng có tin vào tâm linh quá, không lại thấy bà thầy nào đến thầy yểm, bùa yểm chú giỏi lắm. Chứ còn nếu mà nói theo kiểu kỳ bí hơn, giống nhiều thầy lại còn cầm cái bút lên viết viết trong không trung để hóa giải phù phép, tôi thử hóa giải. Thực ra là mình đẩy khí dương nó ở bên trên này thì phù phép nó có thể nó vẫn dương đấy các bạn. Tôi chưa bao giờ thấy, tự nhiên tôi nghĩ là nghịch thử cho các bạn xem. Nó cũng dương đấy các bạn. Nó cũng dương đấy, nhưng mà không biết được bao lâu thôi. Nhưng mà thôi, đấy là những cái việc tâm linh chúng ta cũng nên quan tâm nhiều làm gì. Nói tóm lại là để lấp một cái giếng thì khi chúng ta hiểu về cơ chế nó là khí thì chúng ta tìm những cái vật nó khí, nó gì ạ, nó cao, nó mạnh, chúng ta đẩy nó xuống. Thực ra cái này ở cái clip rất nhiều clip trước tôi cũng nói, nó cũng giống như cái vệ sinh ấy. Cái vệ sinh ở nhà chúng ta nó bị xấu, nó vào cung tốt, thì bây giờ tôi muốn hóa giải, tôi kích cái sao tốt lên, tôi đẩy cái khí xấu xuống thì tôi đặt đá vào vệ sinh. Đấy là lý do tại sao là đặt đá vào vệ sinh. Còn nhiều người không hiểu, người ta bảo ô vệ sinh xấu thế sao lại đặt đá, thì chúng ta phải hiểu cái cơ chế của đá. Cái khí của đá là nó đẩy cái khí tốt lên và nó đẩy khí xấu xuống. Đấy, chúng ta phải hiểu. Chúng ta không hiểu thì chúng ta sẽ nhiều còn thứ nhiều thứ ơ lắm. Rất nhiều thứ thì ơ. Nên là trong cái câu chuyện giếng hay là mắt rồng này thì tôi đã nói khá nhiều. Nói về khí, nói về hóa giải. Đúng không? Nói về rất nhiều thứ và các bạn sẽ học rất nhiều. Các bạn học được rất nhiều, và khi các bạn cầm khủng long quen mà bạn gặp những cái nơi mà người ta lấp giếng mà không biết cách hóa giải thì các bạn đo, các bạn sẽ mò ra đúng cái điểm lấp giếng vì nó âm mà. Giống một chùa ở Bắc Ninh, tôi không nhớ là cái chùa nào, khi tôi đo đến cái sân và tôi bảo có cái điểm âm rất mạnh, thì lúc đấy sư thầy mới bảo là ở đây có cái giếng lấp, nhưng mà vì ngày xưa lấp không, tức là biết là nguy hiểm nhưng mà không biết có cách hóa giải như thế nào, nên là người ta vẫn liều, người ta vẫn cứ lắp thôi. Nhưng mà khi tôi cầm tầm long tôi đo ra đúng cái điểm âm đấy, lúc đấy thì sư thầy mới bảo là kể lại cái câu chuyện lấp giếng. Hôm nay tôi cũng nói chia sẻ và tâm sự khá nhiều rồi, mà còn chưa kịp ngồi xem ngày hóa giải cho khách hàng, nên là tôi tạm dừng ở đây và hy vọng là các bạn đã có được những cái kiến thức khá bổ ích trong cái việc lấp giếng hay là hóa giải những cái vấn đề trong dân gian.